sẽ thể hiện cách thịt gà không cần dao nhanh nhất có thể. Đây, em nhìn các luôn nha. Nước nóng không? Thịt đã nước nguội rồi. Đừng lấy dao cắt cổ như Hân Trương trước nha. Cổ này nó bẩn quá. Anh em để này nói nó hài hơn. Mệt đấy. Nha. Thanh niên hồi nhỏ chuyên trộm gà. Cái này nhá, mà đang lên đây. Chứ cũng là cái cam ngay. Không sao. Ok. Mình đang vui thôi. Okay.